Thưa quý vị, cách đây gần 3 năm thì nhằm giải quyết nhu cầu tách thửa của nhiều hộ gia đình, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa. Tuy nhiên, nhiều đầu nậu đã lợi dụng quy định này để kinh doanh đất đai bằng cách là gom đất rồi phân lô tách thửa bán tràn lan. Và từ đó thì hình thành nhiều khu dân cư mới nhưng mà hạ tầng lại khá là sơ sài. Thực tế này khiến quy hoạch chung của thành phố có nguy cơ bị phá vỡ, thậm chí là có thể hình thành những khu ổ chuột mới ở một số quận huyện vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh. Huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, đây là một khu dân cư mọc lên sau quyết định cho phép phân lô tách thửa của thành phố. Gia đình anh Hải chuyển về đây sống đã được hơn 2 năm. Anh cho biết, về ở được 1 năm thì con đường trước nhà bắt đầu xuống cấp, tình trạng ngập úng diễn ra ngày một nặng hơn. Ngày nào cũng sáng ra quét dọn rồi xình bùn nó lên một lớp dày cả phân, rồi nước ngập thì nó dơ, rồi nhà thì bị lún. Và để chống ngập, anh Hải cùng các hộ dân lân cận đã chung nhau góp tiền đắp thêm đường cho cao lên. Khi mà hình thành khu dân cư này thì nguyên con đường dẫn từ đầu hẻm tới cuối hẻm là được xây dựng khá là bằng phẳng. Tuy nhiên thì do tình trạng thoát nước ngày càng nghiêm trọng, những người dân tại khu vực này đã tự bỏ tiền ra nâng con đường này lên và làm một cái ống thoát nước như thế này để cho khu vực thấp hơn có thể thoát nước vào đây và chảy vào cái cống ở đằng kia. Một vài hộ phía trong nâng đường thì các hộ bên ngoài bị ngập rồi lại tiếp tục nâng, cứ thay phiên nhau. Hậu quả là con hẻm giờ đã bị chấp vá, lồi lõm như thế này. Rồi đến cống thoát nước, vốn đã tạm bợ, cũng đã bị lấp, chỉ còn vài lỗ trống như thế này. Cái cống không có thoát nổi đâu, nhìn cái cống rất là ghê. Rồi tới lúc mà ngập cái người này ra, ấy miếng coi như là khổ lắm, nó cực lắm, nó không có được bình thường. Định làm xong rồi cũng bán nhà để đi luôn. Khổ sở vì hạ tầng sơ sài là tình trạng chung của hàng ngàn khu dân cư đã mọc lên sau quyết định cho phân lô tách thửa. Điểm chung của các khu phân lô tự phát này là nằm trong các con hẻm ở vùng ven, nơi còn đất trống chưa có dân cư đông đúc. Đầu nậu thường gom đất lớn, làm một con đường ở giữa, rồi phân lô bán. Chúng ta cứ để hình dung như vậy và phát triển như vậy, thì chúng ta sẽ hình thành là một cái vùng ven vệ tinh hình ổ chuột bao quanh cái thành phố. Thì cái người dân này sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều và về mặt quản lý nhà nước sau này rất là khó. Chỉ ra đời chưa đến 3 năm, quyết định 33 phân lô tách thửa đã giải quyết được chỗ ở cho hàng chục ngàn người dân thu nhập thấp vùng ven. Thế nhưng, những kẽ hở của quy định này đã bị lợi dụng, quy hoạch bị băm vụn, hạ tầng thì thiếu thốn và chính người dân đang phải đối mặt với nó hàng ngày. Tình trạng phân lô tách thửa biến tướng này đã được lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhận diện. Từ năm ngoái thì thành phố đã gấp rút cho sửa quyết định 33. Thế nhưng mà đến nay thì vẫn chưa có quyết định thay thế. Trong khi chờ đợi thì hàng loạt các khu đất của các đầu nậu vẫn đang âm thầm chờ phân lô.